Xuân Canh Thìn năm 2000, người dân ở ấp Muôn Nghiệp, xã Bình Đông, huyện Gò Công Đông xôn xao trước cái chết thương tâm của một cụ già 70 tuổi mắc bệnh tâm thần. Bà cụ bị xâm hại và bị sát hại một cách dã man. Đến khi vụ án được điều tra, ban chuyên án và người dân đều bất ngờ khi phát hiện hung thủ giết người hiếp dâm là một thanh niên đẹp trai với vẻ ngoài hào nhoáng. 3:30 ngày 5 tháng 2 năm 2000, tức ngày mùng 1 Tết năm Canh Thìn, bà Võ Thị C, ngụ ấp Muôn Nghiệp, xã Bình Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, hốt hoảng khi phát hiện mẹ chồng là bà Phạm Thị Lan, sinh năm 1931, ngụ cùng ấp, trong tình trạng lõa thể, đang nằm trên ngoài đồng, cách nhà khoảng 150m, trên mặt có nhiều vết máu. Đến 11 giờ cùng ngày, bà Lan qua đời tại bệnh viện. Trước lúc chết, bà Lan trăn trối đã bị hiếp dâm, bị đâm và bị cướp sạch tiền vàng, nhưng không nói rõ ai là hung thủ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với công an huyện Gò Công Đông tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi nhận nơi xảy ra vụ án mạng là cánh đồng trống thuộc ấp Muôn Nghiệp. Tại đây, công an phát hiện có hai vũng máu, hai chiếc dép nhựa, một quần lót nữ, một quần dài, một đoạn dây vải dài và một quần lót nam màu xanh đậm viền sọc trắng. Tử thi có 6 vết thương, hai mắt bị xuất huyết và bầm tụ máu, miệng và hai môi đều bị dập, răng hàm trên bị gãy, có dấu hiệu bị xâm hại, tổn thương nghiêm trọng. Theo kết quả giám định pháp y, bà Lan chết là do bị suy hô hấp phù nề vùng cổ, vùng khí quản, dẫn đến nhồi máu cơ tim. Cơ quan cảnh sát điều tra nhận định đây là vụ án hiếp dâm giết người do cùng một hung thủ gây ra với thủ đoạn vô cùng độc ác. Ngày 6 tháng 2 năm 2000, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người và hiếp dâm. Thông tin ban đầu ghi nhận được, bà Lan mắc bệnh tâm thần từ hơn 30 năm nay, sống với chồng và 6 người con tại ấp Muôn Nghiệp. Trước khi bị xâm hại, trong đêm 4 tháng 2 năm 2000, tức đêm giao thừa Xuân Canh Thìn, bà Lan vẫn còn ngủ trong nhà bình thường. Đến khoảng 3:30 ngày 5 tháng 2, bà ra đồng để đi vệ sinh. Khoảng hơn 1 giờ sau, mọi người phát hiện ra sự việc bà Lan bị sát hại. Gia đình phát hiện bà Lan đã bị mất toàn bộ số tài sản, gồm 4 chiếc nhẫn vàng giả và hơn 200.000 đồng. Do vậy, cơ quan cảnh sát điều tra phán đoán hung thủ có thể là người sinh sống tại địa phương, có quen biết với bà Lan nên biết rõ việc thói quen đi lại, sinh hoạt của bà. Đến khi có cơ hội, đã ra tay sát hại để cướp tài sản và thỏa mãn dục vọng đê hèn. Một người dân địa phương là Đỗ Văn Cho cho biết, rạng sáng 5 tháng 2, khi thức dậy xúc miệng, bất ngờ ông nghe thấy có tiếng người thanh niên đi bộ hỏi anh bạn đi cùng là mắt mày có thấy rõ không, nhưng người kia không trả lời. Do giọng nói của gã thanh niên lẹ nhẹ, có thể đã uống rượu bia say xỉn nên ông không thể nhận ra được đó là giọng nói của ai. Ngay sau đó, hai điều tra viên đã tiến hành rà soát những đối tượng đã tham gia nhậu nhẹt trong đêm giao thừa Xuân Canh Thìn. Qua đó phát hiện trong đêm bà Lan bị sát hại tại hộ ông Trần Văn Nâng, tên thường gọi là Bảy Chép, có tổ chức tiệc tùng ăn nhậu giữa gia đình với anh em họ hàng lối xóm. Nhậu đến hơn 3 giờ, Huỳnh Văn Hồng, sinh năm 1976, và người bạn thân là Huỳnh Thanh Sang, sinh năm 1982, cùng ngụ tại địa phương, hai khách mời của gia đình ông Nâng đã ra về theo hướng đi ngang qua nơi bà Lan bị giết chết. Ngoài ra, một người dân địa phương cho biết Hồng làm nghề in lụa ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Y từng nổi danh về những thành tích bất hảo như nhậu nhẹt, quậy phá, đánh người gây thương tích. Nghiêm trọng hơn, gã thường chặn đường các nữ học sinh và cô giáo để giở trò sàm sỡ. Đã từng bị địa phương đưa ra kiểm điểm trước dân và cho gia đình bảo lãnh giáo dục. Bà Nguyễn Thị Láng, sinh năm 1950, ngụ tại ấp Muôn Nghiệp, là mẹ của Hồng đã cho biết. Gần 5 giờ ngày 5 tháng 2, Hồng đi bộ về nhà, trong khi mặc quần sọt ở trần, không mang dép, trên hai bàn tay có dính nhiều máu. Thấy vậy, bà buộc miệng hỏi: "Mày đi đâu giờ này mới về? Sao tay dính nhiều máu vậy?" Hồng trả lời tỉnh bơ: "Con đi chơi và đánh lộn ở xóm tre, bị hơn chục thằng đánh con tét đầu."
Thấy vậy, anh trai của Hồng định xem vết thương nặng nhẹ, nhưng Hồng gạt tay bảo: "Đây là chuyện riêng, để từ tôi giải quyết." Sau đó, Hồng múc nước rửa chân rồi đi ngủ. 22 giờ ngày 5 tháng 2 năm 2000, cơ quan cảnh sát điều tra đã khám xét và phát hiện trên thân thể tên Hồng có nhiều nơi xây xác. Qua đấu tranh, ban đầu Hồng chỉ khai nhận là có thực hiện hành vi hiếp dâm bà Lan do say rượu không kiềm chế được bản thân. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Hồng đã phải khai nhận tội ác của mình. Sau chầu nhậu ở nhà ông Trần Văn Nân, chầu nhậu thứ tư của Hồng trong ngày 4 tháng 2 năm 2000, đến khoảng 3 giờ 30 ngày 5 tháng 2, Hồng cùng Huỳnh Thánh Sang ra về. Khi đi ngang qua nhà của ông Đỗ Phan Cho, bất ngờ Hồng gặp bà Phan Thị Lan đang đi bộ một mình hướng ngược chiều. Hồng liền hỏi: "Bà đi đâu khuya vậy bà Tám?" Tên thường gọi của bà Lan tại địa phương, nhưng bà Lan không trả lời. Sang đi trước về nhà. Riêng Hồng do nảy sinh ý định hiếp dâm bà Lan nên đã quay trở lại. Lúc này bà Lan vừa đi vệ sinh xong, Hồng liền nhào tới kéo bà Lan xuống ruộng. Bà Lan chống cự la lên: "Buông tao ra!" Liền bị Hồng tát liên tiếp vào mặt, té chúi nhũi vào đống rơm. Sau khi thỏa mãn dục dục, nghe tiếng bà Lan gào thét: "Trời ơi, nó giết chết tôi!" Hồng liền nhặt lấy cây ngói bần khô đâm liên tiếp cho đến khi bà Lan nằm im, gã mới chịu ngừng tay. Liền đó, gã liền lục soát người bà Lan, lấy 4 chiếc nhẫn và gói tiền bỏ vào túi. Lúc này trời gần hừng sáng, sợ bị người đi đường phát hiện, Hồng băng đường ruộng về nhà. Về đến nhà, Hồng chợt nhớ là bà Lan thường có thói quen xài vàng giả, nên đã lấy số vàng vừa cướp được xuống kênh sau nhà. Riêng số tiền 204.000 đồng, Hồng đưa cho mẹ cất giữ, nhưng không nói là tiền do phạm tội mà có. Ngày 14 tháng 2 năm 2000, cơ quan cảnh sát điều tra công an Tiền Giang đã khởi tố Huỳnh Văn Hồng về các hành vi giết người hiếp dâm. Cuối năm 2000, Hồng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên phạt mức án tử hình.